Good morning quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt ở Sở Thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn bên bờ Kinh Thị Nghè, sáng ngày 24 tháng 10 năm 2017. Không gian ở đây rất yên tĩnh, thanh bình, thơ mộng quý vị. Ở đây mở gì vô cái chòi tranh, ngắm dòng sông Thị Nghè, đón bình minh đang lên trên cầu Thị Nghè 2 nữa quý vị. Đó, đây là đường Nguyễn Hữu Cảnh, cạnh bên phải có cái trạm bơm, cạnh bên trái thì thấy có cái trạm bơm khủng á, để chống ngập khu vực Nguyễn Hữu Cảnh thì ngày hôm rồi bị rác dướng bơm không được á. Cái gì đọc trên mạng thấy đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh cắt ngang vậy, đi thẳng là ra cầu Sài Gòn á, còn quẹo phải là về Lê Thánh Tôn, quận 1. Và đây là toàn cảnh của Thị Nghè. Nhìn từ Sở Thú nhìn qua nãy gì, thấy con kinh Thị Nghè nè. Đó, chung cư. Đó, thấy cầu Thị Nghè nãy gì. Đó, thấy Đại học Thủy Lợi không? Chợ Thị Nghè bên phải đây nè. Đó. Ở đây là dòng kinh Thị Nghè, dòng kinh kỷ niệm á. Có nhiều quý vị đi vượt biên từ đây đúng vậy, lên thuyền đi thẳng ra biển, đi mấy tháng trời tới Pinang, Malai luôn á. Đó, và bên trong bờ rào đây là Thảo Cầm Viên. Rồi, mời quý vị theo Hải của mình đi dạo một vòng xem thực vật, động vật xứ sở nhiệt đới, sở thú. Bên đây có cái đồi vọng cảnh này gì, dẫn người yêu đến ngồi nói những lời ong bướm thơ mộng, yêu đương nồng cháy một thời đó gì ha. Đây còn mấy cây cổ thụ rất là cao, đây là cây giá tỷ gì, cây gỗ thét á. Mát nó vậy, nghe tiếng chim hót mà. Gỗ thét này là cây gỗ quý vậy. À, bên đây là cây sao đen. Wow, đây giống như đi vô khu rừng. Đây là cây đúng đỉnh đó vậy, đúng đỉnh mà ngày xưa đám cưới với lại bồng bông á, người ta chặt về người ta làm trang trí cái cổng đám cưới ở quê đó. Đây là cái nhạc nước, bông nước. Đây ghế đá công viên, chờ đợi bóng người ai trở về sau mấy mươi năm xa cách Sài Gòn. Là ngày xưa ở Sài Gòn đi chơi hẹn yêu là đi Thảo Cầm Viên, cái gì vắng vẻ mát mẻ gần gũi thiên nhiên, dễ tỏ tình nhất. Rồi bây giờ vô đây xem vườn nai hu sao. Wow, trọng lượng 60 tới 80 kg, con đực có sừng 2 tới 4 nhánh nhỏ hơn sừng nai, phân bố Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, sống ở rừng thưa trên núi đất nơi khô ráo, sinh sản tháng 3 tháng 5, mang thai 7 đến 7 tháng rưỡi, sinh một lứa một con. Này cho nó ăn rau muống đó vậy. Chị thấy ở đây cho nai ăn, cho hu ăn. Bên kia quý vị mua một bó mấy đồng. Wow, ở đây có cái loài sen sen nón lá này, sen giống như cái nón quai thao người Bắc á. Ôi, này ở Đồng Tháp quý lắm vậy, và em bé thì ngồi lên mà không bị chìm á. Ôi, quá trời bự luôn nè. Súng thì không phải sen đâu.
À. À, mình nhớ có người rất là thích hoa súng hay gì. Là nhất là súng cặp á. Lúc đầu thì chọn súng tàn, rồi sau đó có một anh phát tặng cho cái hình súng cặp, sau đó đổi cho nó hết cô đơn đó. Wow, quý vị về Đồng Tháp á sẽ xem được cái súng nhiều lắm, bên đây cũng có nữa vậy. Wow. Wow, hu sao sao sáng nay ngồi buồn dữ trời. À, đang thư giãn. Enjoy. Bởi vì thấy ở trên cây người ta rào cái kẽm B40 đó, chắc sợ anh leo lên đó. Wow, này có cái sừng đó. Cái sừng hươu sao này, cái nhung nó làm thuốc bắc tốt lắm vậy. Uống bổ máu lại là mấy ông yếu đó. Ngâm rượu nhung sao này là uống vô, ông uống bà khen đó. Ok, mắc lắm cái gì ha. Rồi, thôi chúc gia đình hươu sao happy nha. Đi tiếp qua chuồng khác à. Đó, nhìn không gian rất là yên tĩnh. À, đây có rạp chiếu phim. Đó, quý vị về Sài Gòn đi, ghé sở thú Thảo Cầm Viên chơi, nhớ lại một trời kỷ niệm. Wow, đây cây thốn nốt. Cứ cây thốn nốt là nhớ xứ sở Đông Dương nhớ gì, Việt, Cam, Lào. Một thời của anh Liệt đó, thời thuộc Pháp á. Cái khu trò chơi. Wow, đây là cổng biểu tượng này giống giống vườn ở Thái Lan nè, mà nó nhỏ hơn. Là Botanical Garden. À, này để tạo cái tiểu cảnh du khách ngồi chụp hình đó vậy. À, này có đôi có cặp chụp hình vậy mới đúng nè. Đó, về để trong album kỷ niệm hai đứa đã từng đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Good hay gì ha. Đó, gì thấy mấy cảnh này rất lãng mạn không? Một ghế đá nắng nó focus vô ngay chỗ ghế đá sau lưng ấm. Ở đây đang chờ có đôi gì ha, ngồi phơi nắng rồi nhìn lên trời, nghe tiếng chim hót, hít thở không khí trong lành, hướng về viễn cảnh tương lai. Làm sao cặp đôi hài hòa với trời đất, tạo hóa thiên nhiên, sống bớt sân si. À, mỗi người nhịn chút để đi với nhau hết cuộc đời, như cây cỏ cát bụi cũng sẽ trở về cát bụi gì ha. Cây cỏ cũng trăm năm, loài vật cũng trăm năm, loài người cũng không khác. Vậy sao cho những giây phút mình hiện hữu trong cuộc đời bớt cô đơn, bớt lẻ loi, giống như loài dây kia. À, có cây cổ thụ như men lì và người phụ nữ như loài dây leo, dựa vào đó để nương tựa vào nhau mà sống, cùng khoe sắc trong khu rừng nhiệt đới yên bình, để nghe tiếng nước suối chảy. À, tiếng thông reo. À, để ngắm mặt trời lên rồi hoàng hôn xuống, chìm vào giấc ngủ say nồng, để thấy cuộc đời như vườn hoa lá, không có hận thù, không có đố kỵ, không có ghen tuông, không có giận hờn mù quáng.
để đi với nhau hết cả cuộc đời. Vì mỗi đời người không có lần thứ hai quý vị. Tái kiếp khác đã là một hình hài khác, một tính cách khác. Chỉ còn lại nỗi nhớ mà thôi. Đó, đây là cái khu vườn cá sấu quý vị. Wow, ở đây người ta làm bờ rào hai chặng luôn nè, sợ ai vứt gì xuống hoặc té xuống đây là xong. Đó, cá sấu quý vị. Cái gì có hiểu sao gọi là nước mắt cá sấu không? Tại vì vùng ngập mặn á, nó ăn con mồi xong rồi nước mặn nó vô trong cái bụng đó, nên mặn quá nó thải chất muối ra ngoài tiến lệ nước mắt á. Nên người ta cứ nghĩ là nó ăn con mồi đó, nó xót thương con mồi bị nó ăn thịt nên nó khóc. Nhưng đó là một sự giả dối vậy. Không phải nó khóc xót thương cho con mồi nó vừa ăn thịt, mà nó hạnh phúc nơi nước mắt để bớt muối ra cho người nó khỏe đó. Nên ta gọi nước mắt cá sấu vậy, là ám chỉ đồ nước mắt cá sấu là cái người đó đồ giả dối đó, chả xót thương ai đâu. Thấy người ta khổ nằm đó tưởng đâu là thương xót lắm, nhưng mà thực sự lòng dạ lại đang không hề gì, mà đang hưởng cái niềm vui riêng của mình. Rồi, đôi lòng dòng tản mạn với quý vị ở Sở Thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn sáng ngày 24 tháng 10 2017. Chúc quý vị an lạc, mãi mãi yên bình như khu rừng sáng nay vậy ha. Thank you, see you quý vị.